xin chào các bạn trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách nén file và giải nén file trên Windows 11. thì các bạn lưu ý nha để nén file và giải nén file thì bắt buộc máy tính của bạn phải cài phần mềm WinRAR thì khi đó máy tính của bạn mới nén file và giải nén file được. rồi giả sử như ở đây tôi muốn là nén file thì để nén file á tôi sẽ có hai cách. giả sử như ở đây tôi muốn là nén 5 file này thành một file duy nhất thì tôi sẽ có hai cách sau đây. Cách đầu tiên á, tôi sẽ tạo ra một thư mục. Sau đó tôi sẽ lần lượt là để năm file mà tôi muốn nén vào trong thư mục đó. Tiếp theo, tôi sẽ tiến hành là nén file này lại. Đó là cách đầu tiên. Và cách thứ hai á, các bạn chúng ta sẽ chọn lần lượt và các file và bạn muốn nén. Sau đó chúng ta sẽ nén lại. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành là thực hiện từng cách để cho các bạn quan sát nha. Rồi cách đầu tiên tôi sẽ để tất cả các file mà tôi muốn nén vào trong thư mục tiếp theo tôi sẽ nén thư mục này lại bằng cách là bấm phải chuột vào nó này vào Winra chọn vào to Archi rồi ở dòng là Archi Name các bạn có thể là đặt tên cho nó nha ở đây tôi sẽ để tên mặc định ở dòng là Archi Format tức là định dạng đuôi ở đây á có ba đuôi là ra ra bốn và zip tùy các bạn nha các bạn chúng ta thích chọn đuôi nào thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào nha ở đây tôi sẽ chọn đuôi là zip này sau đó tôi sẽ bấm vào ok thì lúc này á nó sẽ nén cho tôi được một file này thì trong cái file nén này á nó chứa các file tài liệu mà tôi vừa cho vào đó là cách đầu tiên bây giờ tôi sẽ xóa cái file này đi tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách nén file nhanh này các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào file mà bạn muốn nén sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là s đánh giá chấm ra trong đó đánh giá là tên mặc định của thư mục này đó bây giờ tôi sẽ chọn vào đánh giá chấm ra này thì nó sẽ nén cho tôi được một file và file này á cứ đưa ra đây là cách nén nhanh nha đó đó là cách đầu tiên bây giờ tôi sẽ xóa cái thư mục này đi xin lỗi xóa cái file nén này đi tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai rồi giả sử như ở đây tôi muốn là nén năm file này thành một file duy nhất thì tôi sẽ làm như sau đầu tiên á tôi sẽ lần lượt là chọn vào các file này bằng cách là tôi sẽ giữ phím control lần lượt là chọn vào từng file thì lúc này á năm file này nó sẽ được quyết chọn tiếp theo các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột tại một file bất kỳ và win ra chọn vào dòng là Estu Achi hoặc là dòng Desktop ra tùy các bạn nha chọn vào dòng nào cũng được ở đây tôi sẽ chọn vào dòng là Estu Achi này ở đây tôi sẽ đặt tên cho nó là file tài liệu hai ở đơn dạng đuôi á tôi sẽ chọn đuôi ra chọn vào OK đó như vậy là tôi vừa nén một file có tên là file tài liệu 2 này thì trong file này á nó chứa các file tài liệu và tôi vừa nén. Đó, đây là cách thứ hai nha. Đó là hai cách để bạn có thể là nén file. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách giải nén file. Đó, giả sử như đây, tôi có hai file nén nè. Bây giờ tôi muốn là giải nén cái file này ra. Thì tôi sẽ làm như sau. Đầu tiên á, tôi sẽ bấm phải chuột vào file mà tôi muốn giải nén. Tiếp theo, tôi sẽ ra chuột vào dòng WinRAR chọn vào attach file hoặc là attach here tùy bạn nha. Giả sử như đây, tôi sẽ chọn vào attach file này. Chọn vào ok. Lúc này á nó sẽ giải nén cho tôi được một file. Thì trong file này á nó chứa các tài liệu. Và cách thứ hai á, các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào file mà các bạn chúng ta muốn giải nén. Sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào attach here. Này đó, đúng này á, nó sẽ giải đến cho tôi được một file này, thì trong file này á, nó sẽ bung tất cả tài liệu mà chúng ta giải nén ra, đó. tùy bạn nha, các bạn chúng ta sẽ chọn kiểu nào cũng được. đó như vậy là trong video vừa rồi, tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách nén file và giải nén file trên Windows 11. Nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn đã theo dõi.